bạn không thể đến các lớp học offline, cũng không thể tham gia các lớp học online theo buổi định kỳ. Bạn muốn tự học nhưng luôn mong muốn có một ai đó, thậm chí là một chuyên gia luôn biết các bạn cần gì, thiếu chỗ nào để kịp thời bổ sung, chia sẻ và đốc thúc. Và hơn hết, các bạn muốn đỗ GLBT. Vậy phải làm sao nhỉ? Ta-da! Cô Trẻ đã cho ra mắt khóa học luyện thi GLBT dành cho người bận rộn. Em không có nhiều thời gian cố định để học, lịch trình công việc cũng như các kế hoạch khác thay đổi liên tục. Vậy phải làm sao nhỉ? Không sao hết, cô Trẻ đã ở đây để vạch cho các bạn một lịch trình chi tiết, cụ thể theo từng ngày, từng tuần. Các bạn chỉ cần tự linh động sắp xếp thời gian hợp lý để có thể hoàn thành lịch trình đó là được. Dành lúc nào, học lúc đó. Tự học thì sẽ chán lắm, em sợ em sẽ không theo kịp, em sợ em sẽ quên, em sợ em sẽ bỏ cuộc. Không sao hết, bạn luôn có đồng đội cơ mà. Thậm chí còn có một chuyên gia và đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng theo sát để nhắc nhở các bạn hoàn thành kế hoạch, giải đáp thắc mắc và bổ sung các kiến thức kịp thời. Không chỉ nhắc nhở mỗi ngày mà còn theo sát các bạn cho đến tận ngày thi. Tự học nhưng em vẫn muốn có những buổi tương tác trực tiếp với giáo viên thì sao? Một khóa học luyện thi GLBT dành cho người bận rộn sẽ có từ 30 đến 35 buổi học tương tác trực tiếp với giáo viên qua phần mềm Skype. Ở những buổi học tương tác trực tiếp này, giáo viên sẽ tập trung vào phần tổng hợp kiến thức, so sánh, đối chiếu và đặc biệt tập trung vào những kỹ năng khó nhằn nhất, đó chính là nghe hiểu và đọc hiểu. Học khóa học này rồi, em có cần phải học thêm một khóa học nào khác để bổ trợ thêm không nhỉ? Không cần, bởi vì khóa học này đã được thiết kế 3 trong 1, bao gồm xây dựng kiến thức cơ bản, chia sẻ những kỹ năng, những tip làm bài và luyện đề thực chiến. Vậy thì khóa học này sẽ ra sao nhỉ? Khóa học đã bao gồm các video, bao gồm đầy đủ các nội dung kiến thức từ hán tự, từ vựng, ngữ pháp, nghe hiểu và đọc hiểu. Học viên sẽ học theo lộ trình có sẵn, đã được lên chi tiết cụ thể theo từng ngày, từng tuần. Mỗi tuần sẽ có từ 1 đến 2 buổi tương tác trực tiếp với giáo viên qua phần mềm Skype. Sẽ có một group riêng để cho giáo viên phụ trách và đội ngũ hỗ trợ bốt lịch trình học, bốt bài, kiểm tra bài và đốc thúc các bạn hoàn thành kế hoạch. Ở khóa học này, các bạn sẽ được luyện thi sớm nhất ngay từ khi các bạn học được 1/2 lượng kiến thức. Khóa học này cũng là khóa học luyện đề được nhiều nhất với số lượng từ 20 đến 25 đề thực chiến, bao gồm đề thi thực tế các năm và đề thi ở các sách luyện thi hàng đầu. Chính sự bận rộn sẽ làm người ta học tập và làm việc một cách hiệu quả và năng suất hơn. Chính sự bận rộn sẽ làm người ta xác định rõ được mục tiêu, dốc sức quyết tâm để chinh phục mục tiêu đó nhanh hơn. Còn bạn, bận rộn nhưng vẫn muốn đỗ GLBT, vậy thì hãy đăng ký khóa học này ngay thôi nào. Khóa học luyện thi GLBT dành cho người bận rộn, tự chủ thời gian học, cần hết mọi kỹ năng.